Rồi, cái mình qua part 3 ha. 6 questions, read the story, choose a word from the box, write the correct word next to number 1 to 5. There one example. Cái part 3 của phiên bản mới giống như part 4 của phiên bản cũ, chỉ khác là phiên bản cũ là 7 câu, phiên bản mới còn lại 6 câu ha các bạn. Rồi, vậy cách làm y chang. Đầu tiên mình sẽ phải đọc những cái từ ở bên cái ô bên cạnh ha, trước, để mình hình dung trong đầu tí xíu, mình đọc xong cái mình điền vô liền nó nhanh hơn. Nói chung cái này là dành cho những bạn khá giỏi nè, còn không thôi thì mình mò mò kiểu kia mất thời gian tí xíu không kịp giờ đó. Rồi example, cái ví dụ người ta cho ha, thì người ta đã xài một cái từ sẵn rồi, thì chút xíu cái từ nào mà người ta xài nè đó, thì mình lại đánh dấu vô thôi, y chang như cái bát quan vậy. Rồi mình xài từ nào mình đánh dấu từ đó, để làm chi mình khỏi công đọc lại các bạn. Girls, những cô gái, girls. Listening, lắng nghe, listening. Clouds, mây, đám mây, clouds. Strong, khỏe mạnh, strong. Drove, quá khứ của drive, là lái xe. Glasses, những cái ly nước, glasses. Ở đây nếu mà người ta không vẽ này á, là mình có thể hình dung nó là cái cặp mắt kính cũng cùng một cái nghĩa như thế này. Cho nên người ta vẽ cái hình minh họa luôn là glasses là những cái ly nước ha. Rồi shouted, là hét lớn lên, shouted. Crying, khóc, crying. Long, dài, long. Rồi nhớ nha, cái này nhắc đi nhắc lại là sau khi làm xong đừng quên câu số 6, tức là chọn cái tên tiêu đề tốt nhất cho cái câu chuyện, nếu không mất điểm đáng chịu. Nhiều bạn tới giờ này vẫn còn quên á. Rồi tiếp tục mình đọc ha, và làm thôi. Joe, Joey is the youngest of the three girls in her family. Joey thì là cái nhỏ nhất ha, trong ba cái cô gái trong gia đình. Sometimes her two older sisters call her baby Joey, but I'm not a baby, Joe said. I'm 10 now. Thỉnh thoảng thì hai người chị lớn gọi cô ấy là Joey bé bỏng, nhưng mà tôi không phải là đứa bé nữa, Joe nói, tôi đã 10 tuổi rồi. Last Sunday, Joey family had a great day. Ở đây nè, chủ nhật, last này nè, vừa qua, chủ nhật tuần rồi, bạn dịch kiểu gì cũng được. Chủ nhật tuần rồi thì gia đình của Joey đã có một cái ngày tuyệt vời. D chấm chấm chấm, to the forest, went for a very chấm 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 walk and had a picnic. Như vậy ở đây mình có họ là cái gì thế cho gia đình. Đến, ở đây là cánh rừng, khu rừng ha, thì mình để cái động từ vô, họ làm gì, mình lựa thử. Họ la đến khu rừng, không phải, họ chỉ còn một cái động từ ở đây là drove là hợp nghĩa thôi ha. Chỉ có hai động từ thôi, mà mình có một động từ drove, lái xe, hợp nghĩa thì mình điền vô là drove. Ok, chủ nhật tuần rồi thì bọn họ lái xe đến cánh rừng. Went for a very, ở đây mình có danh từ walk, thì là đi bộ. Họ đã đi một cái chuyến đi bộ dài và có một cái buổi ăn dã ngoại. Như vậy mình chọn long walk là vô là hợp nghĩa ha. Còn các cái tính từ khác thì nó không hợp. Ví dụ chuyến đi bộ khỏe thì người ta không có xài như vậy, mặc dù vị trí đó thiếu tính từ. Thì bạn có chữ strong cũng là tính từ ha, nhưng mà mình để strong walk là nó không hợp, bởi cái cách người ta không xài như vậy các bạn. Vậy thì khi mà mình học ngôn ngữ á, người ta xài sao mình xài vậy thôi. Went for a long walk and had a picnic. Then Joey đã read. Ở đây quá khứ ha, bạn đọc chữ read thì book là sai nha. Ở đây là when, bạn thấy không, như vậy ở đây là read, read, read. Vậy ở đây mình sẽ đọc là then Joey đã read his book. Her mother went to sleep and her sister sat and talked. Cái động từ ed này nè, động từ mà thêm đi các bạn hay đọc sai lắm. Như vậy thì cái chữ này mình không có đọc là talking. Vậy các bạn nghe thầy đọc sao, các bạn đọc y chang vậy. Mai mốt lớn mình học nguyên tắc ha. Then Joey dad read his book. Her mother went to sleep and her sister sat and talked. Mình đọc nhanh, talked, talked. Joey climbed, climbed, climbed to top of a tall tree. Joey thì leo lên một cái cây cao. From the top of the tree, Joey could see lot of big black chấm 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 above the mountain. Ở trên ngọn cây, mình dịch cái này top of the tree, ngọn cây, chứ đừng dịch đỉnh cây ha, đỉnh núi thì được. Joey could see a lot, là Joey có thể nhìn thấy nhiều cái gì bự và màu đen.
mà cái đó mình chưa biết hình dung ra gì, nhưng mà nó ở bên trên, ở bao là bên trên những ngọn núi, hoặc là the mountain số nhiều, bạn có thể dịch nó là dãy núi. A mountain thì là một ngọn núi, mountains thì là dãy núi. Như vậy bên đây mình chỉ có một cái danh từ mà để vô đây hợp thôi, đó là gì các bạn? Mấy cái đám mây này nè, còn mấy ly nước, nhìn thấy mấy ly nước ở trên trời là mệt rồi nha. Rồi vậy thì mình chỉ có thể Joey Cusi lots of big black cloud. Ok, mình điền chữ cloud vô ha, above the mountain. Rồi tiếp tục. Oh no. Rồi ngay cái chỗ này mình điền vô là cloud, above the mountain. Tiếp tục. Oh no, she talk rain. Trời mưa. She fly down the tree and ran to tell her family. Quickly, come on, back to the car. Từ trên ngọn cây thì Joe có thể nhìn thấy nhiều cái đám mây bự màu đen bên trên dãy núi. Ôi không, cô ấy nghĩ mưa, mưa. À, cô ấy leo xuống cái cây, chạy đến nói cho gia đình, nhanh lên, nào nào, quay lại xe hơi thôi. When they all jump up and started to put the chấm 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 and bows back in a picnic bag. Cái gì mà ở trong cái giỏ đi, cái này là giỏ mà để đựng đồ ăn dã ngoại. Khi mà tất cả gia đình jump up là nhảy lên ha, started to put là bắt đầu đặt the chấm 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 and bows back in the picnic bag. Ở đây nè, mình thấy cái đồ ăn ở đây, cái tô. Cái tô thì những cái tô thì nó phải đi với những cái gì ở mấy ngoài này các bạn? Classy đúng không? Đúng rồi. Classy symbols back in the picnic bag. Joe smile, I'm not a baby. À, tôi không còn trẻ nữa. I'm talking like a grown up. Tôi nói chuyện như là một gì? Người lớn, người trưởng thành. And they all chấm 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 to me. Và tất cả bọn họ, ở đây mình có động từ to be ha. Thì ở đây là sao? To be là listening. Ok. They all listening to me, she thought. À, cô ấy nghĩ. Như vậy, mình sau khi xong cái câu chuyện tới đây rồi, thầy nhắc đi nhắc lại là các bạn đừng quên chọn cái tiêu đề của câu chuyện, choose the best name for the story, và tick one box. Tick là như thế này. Còn như thế này là gì các bạn? Ở starter mình học cái này gọi là cross. Người ta kêu mình tick nha, mình đừng có cross á. Đảm bảo yêu cầu của đề. Rồi. The baby favorite tree, cái cây yêu thích của đứa bé, không có nói. What a windy day. À, thật là một ngày lộng gió, có mây thôi chứ không có gió. Joy help her family. Vậy câu chuyện là Joy help her family. Rồi. À, tại sao mà các bạn, nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy thầy đọc và giảng nó hơi chậm hơn so với cái phiên bản cũ, tại vì có mấy bạn trong lớp nói trời thầy dạy nhanh quá, đọc nhanh quá, cho nên là thầy sẽ chậm chậm lại. À, các bạn cố gắng dò theo ha. Joy is the youngest of the three girls in her family. Sometimes her two older sisters called her baby Joy. I'm not a baby, Joy said. I'm 10 now. Last Sunday, Joy's family had a great day. They drove to the forest, went for a long walk, and had a picnic. Then Joy's dad read his book. Her mother went to sleep, and her sister sat and talked. Joe climbed to the top of a tall tree. From the top of the tree, Joe could see lots of big black clouds above the mountains. Oh no, she thought. Rain. She climbed down the tree and tried to tell their family. Quickly, come on, back to the car. When they all jumped up and started to put the glasses and bows back in the picnic bag, Joe smiled. I'm not a baby. I'm talking like a grown up and they all listening to me. She thought. That's the end of the story. Hết chuyện rồi. Xong part 3 ha. Okay.